Ngày 17 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã có buổi đối thoại với 5 hộ dân đại diện cho hơn 1.000 hộ nhận khoáng thuộc công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi, trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ngoài ra, còn có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an cùng các sở ngành tỉnh Đắk Lắk, riêng hơn 1.000 hộ dân nhận khoáng được dự ở ngoài sân, thông qua màn hình trình chiếu. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, ông đã theo dõi quá trình hoạt động của công ty từ trước đây. Có giai đoạn thành tích của công ty rất nổi bật, đạt những danh hiệu của Trung ương, địa phương trao tặng. Điều này khẳng định có sự đóng góp của công sức cho bà con. Lợi ích của doanh nghiệp và người dân phải luôn hài hòa. Tuy nhiên, quan điểm của tôi cũng như của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lợi ích thì trước hết phải ưu tiên cho người dân, sau đó là đến doanh nghiệp và của nhà nước là sau cùng. Tuy vậy, cần phải có thời gian để chứng minh nguồn gốc hơn 616 đất này. Nếu không làm rõ được, đưa nhau ra tòa thì rất tốn thời gian. Ngay trong một buổi sáng không thể giải quyết được mà cần phải có thời gian. Trước khi thanh tra chính phủ vào cuộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị giữa lãnh đạo công ty và bà con ngồi lại với nhau để tiếp tục trao đổi bàn bạc cụ thể.